đông đảo các cầu thủ áo đỏ. Nguyệt không vào, vẫn không vào, bóng đã được phá ra. Rất đông đảo các cầu thủ áo đỏ. Nguyệt không vào, vẫn không vào, bóng đã được phá ra trước khung thành của Onana. Đó là bộ đôi Onana và Ali Mackay, những người đã chơi tốt ở trong trận đấu gần đây. Tôi để các bạn thắng thủng người trong mùa giải cho Ali Mackay. 1-0 cho Manchester City khi Erling Haaland đã đánh lạc hướng được Andre Onana. Erling Haaland tới và mang theo cả những bàn thắng vào lưới của Manchester. Đường truyền rất tốt, tới, dứt điểm, không bóng rất hay của Marcus Rashford và pha xử lý này cũng là rất gọn gàng của Scott McTominay rồi. Cầu thủ đang ghi nhiều bàn nhất cho Manchester United tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Silva, Silva bấm bóng đánh nhau. Đó là Onana, đó là Onana chứ không phải là David De Gea. Nhưng hình ảnh này sẽ khiến rất nhiều cổ động viên của Manchester United nhớ lại anh trần thủ môn người Tây Ban Nha mang tính biểu tượng của họ. Một cú đẩy không thể tin được của Onana. Cú đánh đầu tưởng chừng như là chắc chắn 100% là bàn thắng đã tới với Erling Haaland. Jack Grealish chồng biên với Bernardo Silva. Erling Haaland! Lần này không có cơ hội nào nữa cho Andre Onana. Cú đốt của Erling Haaland trong trận đấu với Manchester. Và anh cũng hướng đến việc tái lập quá trình như những gì mình đã làm được ở mùa giải năm ngoái. Với những gì mà Man City cũng đang thể hiện trên sân vào lúc này. Bàn thắng này có thể đánh sập những hy vọng cuối cùng của Manchester United. Bởi nó tới quá sớm ở trong quãng thời gian đầu tiên của hiệp 2. Rodri, Rodri dứt điểm. Erling Haaland. Manchester United có lẽ cũng đang rời. Đó là bàn thua thứ 3 của họ ở trong trận đấu này, trước một Manchester City quá hùng mạnh. Sân nhà Old Trafford vào lúc này không còn là một điểm tựa vững chắc của